Chào tất cả anh em, mình là Tài Bộ Độ. Hôm nay mình sang bên đây đâu em nhỉ? Phúc Xá. Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, đỗ cái bô Yoshimura R77 lên con GSX 150. Em về gai. Trời mưa nên là hơi tối, nhìn góc nó không được xả lắm. Mình sẽ đánh giá sơ qua về chiếc GSX 150 này. Thì cái tổng thể của chiếc xe này thì nhìn tương đối nhỏ. Nhìn trong ảnh thì nhìn đồ sộ lắm, nhưng mà nhìn ngoài thì nó hơi bị gầy. Nó không được to như dòng R15 hoặc là CBR đời từ 2016 27 26 xuống ấy. Và đời 27 CBR 27 thì nó cũng rất mỏng. Nó cũng mỏng tương đối con này. Giá như con này nằm to thêm một chút nữa thì theo mình sẽ ok hơn. Con này cái tay lái của nó thì nó không được làm kiểu như cái con R15 hoặc CBR ấy, thì nó sẽ làm slip on cao lên trên này đi ra thì nó sẽ không bị bò, anh em mình lái xe sẽ không bị bò hơn. Cái con này nó sẽ nắp ở dưới, nó nắp ở dưới này, nó thiết kế giống hệt cái dòng Superbike, dòng 1.000 phân khối hoặc là 600 phân khối. Cái tay lái này nó hơi thấp, nó không được cao như dòng R15 cả CBR thì nó sẽ nằm ở trên và nhô cao lên, nhìn đi mình lái sẽ thoải mái hơn. Nhưng con này lắp ở dưới, bình thường nó sẽ lắp trên cái chẳng ba này đấy. Thì con này đã, mình vừa đi thì mình phải bò khá chứ là nhiều. Thì con này thì bản đồ nó thì cũng là bảng đồng hồ điện tử. Đồng hồ LCD đơn sắc cũng rất đơn giản thôi. Về đèn hậu của nó thì nó cũng được sử dụng đèn hậu halogen, và em nó đã độ hai cái xi nhan LED biển gập vào trong, và cái bô Yoshimura mình vừa độ. Đây là chắn bùn độ. Cái này rất chắc chắn anh em nhé, không sợ lo quấn vào lốp. Pha con này bằng LED này em, nhìn không thấy pha LED đúng không? Anh nhìn thì không thấy bóng ở đâu cả, chắc là pha con này là full LED rồi. Theo mình là như vậy. Cặp phuộc của nó thì theo cái cá nhân mình nó hơi bé. Nó hơi bé so với xe. Nó to lên một chút nữa thì nó ok hơn. Vành cũng khá chi là đẹp. Vành chữ Y bây giờ phổ thông là tất cả các dòng xe bây giờ Honda hoặc là Yamaha đều sản xuất kiểu vành chữ Y như bây giờ. Nói chung là trong tầm giá 75 cổ thì mình nghĩ là không con nào đẹp hơn con này. 75 triệu quá phải chăng cho một chiếc Sport 150 đến từ Nhật Suzuki. Quá hợp lý. Mình chỉ chê mỗi là nó hơi gầy một chút thôi, con này to thêm một chút nữa thì quá ok luôn. Đúng trộm mà.
phải cảm biến nghiêng. Tao đang cảm biến nghiêng, không nổ được máy. Đứng lên đây. Ủa đây là lỗi phi rồi. Tắt đi. Không. Không tắt đi. Dựng máy đây. Em dựng máy đây ạ. Đấy cảm biến nghiêng. Em vặn lên. Thì mình muốn nổ máy lên là vì sao? Tại vì mình cảm thấy cái ga của cái chiếc xe này rất nhạy. Cái độ đàn ủ của nó rất tốt. Chiếc gà này rất nhẹ nhàng luôn. Khá chứ là sướng. Và con này cũng được trang bị chìa khóa thông minh. Cũng khá đắt giá trên chiếc gà đích này. Đây chìa khóa của nó đây. Rất đẹp, nhìn như chìa khóa ô tô luôn. Còn các dòng R15 hoặc là CBR150 thì nó không được trang bị chìa khóa thông minh như này. Đây là một điểm cộng rất lớn của nó. Vâng ạ. Nói chung mình chỉ đưa ra một chút đánh giá như vậy thôi. Thì con này động cơ của nó trong phân khúc thì mình nghĩ là ok, vì là dòng xe Nhật mà. Anh em mình không phải lo về động cơ đâu. Tại vì sao nó có giá tốt như vậy thì là Suzuki đã phân phối chính hãng con Suzuki GX này ở Việt Nam mình rồi. Nên giá nó rất tốt. Còn đâu mà con này mà nhập khẩu tư nhân thì anh em mình phải xác định luôn là nó phải chắc là tầm ở độ gần 100 củ cơ, chứ không phải giá 75 củ đâu. Thôi cảm ơn tất cả anh em đã xem clip của mình nhé.